Vâng, kèo đấu tiếp theo đó là kèo đấu AC của giữa Hồng Anh và Tiểu Hoàng Ca. Kèo này mà còn thắng nữa thì thôi. Vâng, đi ngủ cho nó lành. Bãi quả đờ, vâng, bãi quả phụ nhìn thấy rất sớm. Gỗ đầu là cực gần. Vâng, rừng tuy là rừng dừa nhưng các bạn có thể thấy là nó rất đẹp. Trận đấu đầu tiên nhìn thì có vẻ mát đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi Hồng Anh đánh như thế nào. Mười hai trên 16, em vẫn đang cắt hai nông dân đi dò, chưa tìm thấy đủ đồ ăn. Rừng thông đã thấy, rừng dừa cũng đã có, vâng, mọi loại rừng từ A đến Z cũng đã nhìn thấy hết cả rồi. Bãi đá đã thấy, vàng cũng đã tìm ra, thậm chí là số lượng nó còn là con số 2 cơ. Một bầy hươu, đây là một bầy hươu nữa. Vâng, tình huống này một tình huống dò lỗi của Hồng Anh rồi. Nếu như Hồng Anh dò sớm bãi cái bầy hươu này hơn thì tôi nghĩ rằng em có thể lùa về và kích đời là siêu sớm. Nhưng bây giờ thì có lẽ là Hồng Anh sẽ thiết kế ăn bầy hươu này ở chiếc S0. Như vậy là vẫn quyết định mang về nhà chính của mình rồi mới tận diệt. Vâng, tận diệt cả họ nhà nó gồm có 6 con. 2, 4, 6 con. Tức là ông bà, cha mẹ và hai con hươu con. Trời tất. Vâng, trẻ không tha, già không thương. Không bỏ qua bất kỳ một cái gì cả. Xúc tất. 18 trên 20. Ba con hươu đầu tiên đã nằm về với nhà chính của game thủ Hồng Anh. Không cần biết nó là nam hay nữ, không cần biết là già trẻ lớn bé gì cả. Có là ăn thôi. Một bầy hươu gồm có 6 con cộng với một bãi quả. Bãi quả này gồm có 5 cây. À không phải 5 cây mà nó là một bãi quả 6. Trên kia còn vẫn còn một bầy hươu nữa. Đồ ăn là đã đủ. Hai mươi ba trên 28, bây giờ thì mang nông dân ra và xả thịt bấy nhiêu này thôi. Vâng, tận diệt gia đình thứ hai nhà hươu. Một bầy hươu 5 con, không phải là 5 con mà nó là có 6 con. Quá khỏe rồi, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Hồng Anh cơ cấu nhà cửa như thế nào thôi. Nhưng nhà này thì tôi vẫn chưa rõ được vị trí đóng BA của em sẽ ở đâu. 7 phút 50 giây với 25 nông dân AC Bắc Bình. Không biết rằng em đóng BA ở đâu. Quan trọng là đóng BA ở đâu. Cho nhà này bo dễ ợt. Tôi nói thật thế luôn. Vâng, BBM. Đây bo đúng hình hình tròn. Các bạn thấy. Đóng vâng đây BE đây. Tôi thấy con chuột. Vâng BE ở đây. BMV BMV một khoảng như này. Đây một dãy BE nữa xong. Rất đơn giản thôi. Nhưng chỉ không biết BA đâu. Vâng, có lẽ BA đóng ở gần cái chiếc MS này chăng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi 1 phút để xem Hồng Anh quyết định đóng BA ở khu vực nào. Vâng, BL. À, sorry, BM và đây là BA. Chính xác là như vậy. BA đóng như này, hy vọng rằng nhà của game thủ Tiểu Hòa Ca rời góc 6 giờ. Tôi không mong một chút nào nhà Tiểu Hòa Ca góc 9 giờ, bởi vì nếu như nhà ca hoặc Tiểu Hòa Ca góc 9 giờ thì khả năng Hồng Anh sấp mặt là rất cao. 26 trên 28. Bây giờ thì thiết kế nông dân ăn gỗ.
Cái ruộng thứ 5 dành cho Hồng Anh. Không, đó là cái ruộng thứ 6 bắt đầu đóng A. Đây là một cái B. Một nông dân đang được game thủ Hồng Anh cắt cử đi để tìm nhà của đối phương. Nâng bánh xe, sóc dân. Thao tác khá cơ bản, 17% của game thủ Tiểu Hóa Ca đánh với 27 nông dân và đến thời điểm này chưa lên đời. Vâng, Hồng Anh cắt một nông dân xuống góc 9 giờ luôn để tìm xem có phải nhà của Tiểu Hóa Ca góc này không. Nếu như không phải thì chúng ta đẩy quân thẳng vào góc 6 giờ. Vâng, đẩy vào góc 6 giờ, chơi tận diệt luôn game thủ Tiểu Hóa Ca. Chuẩn bị có bánh xe xong, vẫn tiếp tục bù hoa một loại quả. Vâng, tân quân đầu tiên, 5 con. Vâng, có bánh xe nhưng không chạy thoát. Bây giờ thì 5 con cung R của game thủ Hồng Anh sẽ đẩy vào nhà của Tiểu Hóa Ca. Tân cung R đầu tiên của Tiểu Hóa Ca có 4 con ốp A luôn. Vâng, tình huống này ốp A luôn. Tuyệt vời. 4 cung R đối đầu với 5 cung R. Lấy đâu ra cửa dành cho Tiểu Hóa Ca trong tình huống này? Vâng, điều quân là quá tốt dành cho Hồng Anh. Hồng Anh vẫn đang điều R rất hay. Tân quân đầu tiên của Tiểu Hóa Ca sinh ra nhưng tân quân thứ hai của Tiểu Hóa Ca sinh ra nhưng tân quân thứ hai của game thủ của anh cũng đã có mặt. Vâng, ốp A luôn. Win chặt. Cửa gì cho đôi bạn đây? Hồng Anh vẫn chưa chết một cung R nào trong khi số lượng cung R của Tiểu Hóa Ca nằm xuống đã là 3 con. Ốp A thành công. Vâng, xong rồi. 1-0 dành cho Hồng Anh. Vâng, không được rồi. Nghĩ tưởng là nhìn nguyên chặt nhưng không. Hồng Anh điều quân tốt nhưng những tình huống vừa rồi thì Tiểu Hoàng Ca cũng đã có những pha xử lý bắn cung R một máu và đến điểm này thì Hồng Anh vẫn chưa thể ô ba được nhà của đối phương. Tạm thời rút quân. Vâng, tạm thời rút lui đã. Nhìn cứ tưởng ăn chặt nhưng mà lại không phải. Vâng, thôi thì ăn ăn dân vậy. Không thành vấn đề gì cả. Không ăn được quân thì chúng ta ăn dân. Cần phải hết sức bình tĩnh trong những tình huống này. Dường như số lượng quân của Tiểu Hòa Ca đang tụ được là đông hơn so với chúng ta. 50 trên 68 là tham lai của Hồng Anh. Điểm số của Hồng Anh đang gấp đôi rồi đối phương. Vâng, chưa nuốt được ngay đâu. Họ đánh cung RAC, các bạn thấy nó cứng như thế nào. Ăn từng con cung R1 của đối phương. Đến điểm này thì số lượng quân của Hồng Anh đang có lại đông hơn so với Hồng Anh. Dường như trong những tình huống đấu quân vừa qua thì Hồng Anh đã hơi khô máu. Vâng, hơi khô máu cho đối phương rồi. Lao vào ăn dân thôi. Đây là một cây gỗ. Vâng, đây là một vị trí mà sẽ hở. Và tôi nghĩ rằng Hồng Anh nên đút vào. Và đút vào phía bên trong. Nâng cấp chặt gỗ 2. Và lại rút ra. Đút vào lại rút ra. Khá nhịp nhàng. Hồng Anh đang thể hiện mình là cũng là một người cực kỳ kinh nghiệm. Vâng, đút là không đút sâu. Vừa vừa phải phải nông nông thôi. Xong rồi lại rút ra. Vâng, bây giờ lại đút vào trong lúc đối phương đang mất tay ở những vị trí khác thì Hồng Anh đang xử lý toàn bộ số nông dân ở ruộng chính của game thủ Tiểu Hóa Ca, trong khi một tên quân thì vẫn đang được mang ra đây để bắt 4 con cung R đi móc máy này của game thủ Tiểu Hóa Ca. 7E là tuyệt vời. Vâng, mắc binh. Bây giờ thì ăn nốt bãi gỗ này của Tiểu Hóa Ca. Tôi không tin rằng Tiểu Hóa Ca còn lực để có thể sóc những tên cung R. Nốt thằng nông dân này cho nó mát. Tiểu Hóa Ca 7E. Nhưng Hồng Anh sẽ chạy lên trên dốc. Không nên đấu quân. Vâng, như vậy là Hồng Anh đang quyết định khô máu với Tiểu Hóa Ca rồi. Nốt con nông dân này.
Vâng, đổi toàn bộ số khung R bằng 1 lít nông dân. Liệu rằng đó có phải là một quyết định sáng suốt 65 trên 76 lần phạm lai của game thủ Hoàng Anh? Không nên để mất Thiều Quân thêm nữa, nếu không rất rất nguy hiểm. Bởi vì Tiểu Hóa Ca có thể úp A ngay sau đây. Vâng, cần phải chiếm một con dốc nào đấy để lấy lợi thế cho bản thân của mình. Vâng, chiếm dốc A luôn, úp A luôn. Quá tuyệt vời. Không được rồi, lại phải lui. Vâng, chỉ như thế thôi, chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Cứ thi thoảng cấu thằng dân, thi thoảng là cắn thêm thằng dân nữa. Tiểu Hóa Ca không đánh mà tự lăn ra. Nhưng đến điều này thì... Vâng, Tiểu Hóa Ca mang nông dân ra khởi nghĩa rồi. Khó Nam Cường đây. Khó Nam Cường rồi. Vâng, anh nòng ngoài. À không được, một tên quân ảo của game thủ Tiểu Hóa Ca. Đánh danh giang với Tiểu Hóa Ca là không được. Tiểu Hóa Ca cũng có một tên cực kỳ ảo trong tình huống vừa rồi. Bảo sao mà timeline của game thủ Hoàng Anh tụt xuống kinh khủng như vậy. Điểm số của Hoàng Anh vẫn cao hơn đối phương, nhưng số lượng quân thì Tiểu Hóa Ca đang nắm giữ là đông hơn rất nhiều. Vâng, bây một giờ một tình huống mà Hồng Anh bây giờ mà tình huống này mà game thủ Tiểu Hóa Ca úp A nhà Hồng Anh thì Hồng Anh nằm chặt. Bốn con nông dân đã được ăn xong bãi quả. Số lượng gỗ là rất nhiều. Tôi nghĩ rằng cần phải cơ cấu phát triển rộng ra. Tiểu Hóa Ca vẫn đang móc máy rất tốt. Nhìn thì cứ tưởng dễ chơi nhưng rõ ràng đến điểm này Hóa Ca vẫn đang chơi tốt trước một Hồng Anh đang ở phong độ đỉnh cao. Đó là một tình huống mà tôi nghĩ rằng Hồng Anh hơi chủ quan, không hề nhìn bản đồ con, đang vui mừng với chiến thắng của mình. Bây giờ thì lại tiếp tục là một tên quân ảo khác của game thủ Tiểu Hóa Ca lọt vào nhà, bắt buộc rằng Hồng Anh lại phải mất tay. Và trong những lúc như thế này là thời điểm mà game thủ Tiểu Hóa Ca có thể phát triển lại. Số dân nằm xuống là rất nhiều, các bạn thấy là dân cung đợi IC ăn dân nhanh đến như thế nào. Với tốc độ bắn nhanh hơn 30%, vâng, Tiểu Hóa Ca đang dồn ép đối phương. Chính xác là đang dồn ép Hồng Anh về phần sân nhà của mình. Hồng Anh đang phải chống trả một cách thụ động. Không thể tin nổi rằng Tiểu Hóa Ca có thể chơi hay đến như vậy ở trong trận đấu đầu tiên, khi mà anh đã bị tát sấp mặt với tỷ số 3-0 kèo dân đầm. Timeline của game thủ thì Hồng Anh vẫn đang là 50. Vâng, 49 trên 80. Đến lúc này có cần soi timeline không? Không biết rằng đến thời điểm này timeline là như thế nào rồi, khi mà game thủ Tiểu Hoàng Ca cũng chết rất nhiều dân trước Hồng Anh. Vẫn còn những chấm vàng đến từ game thủ Tiểu Hoàng Ca ở nhà của Hồng Anh. Ở không, đó là bãi vàng. Ăn thêm 3 cung R nữa. Bây giờ thì đến lượt Hồng Anh đáp lễ. Vâng, có qua có lại mới tạo nhau. Không được rồi. Những con nông dân ăn xa cũng đã bị phát hiện. Vẫn đang để chế độ nature và game thủ Tiểu Hóa Ca đang mang nông dân ra và khởi nghĩa. Cung R không có giáp. Hồng Anh không biết điều này chăng? Ốp A. Không biết rằng đây có phải là một tình huống mà Tiểu Hóa Ca đang lừa và bắt quân của game thủ Hồng Anh hay không? 50 trên 80. Vâng, ốp A. Có vẻ như là thành công. Và như vậy là game thủ Tiểu Hóa Ca đã có 5. Những tình huống chơi rất tốt của game thủ Tiểu Hoàng Ca, nhưng đáng tiếc cho Tiểu Hoàng Ca rằng anh đã không còn lực để có thể sóc được những tên cung R của mình. Và tỷ số là 1-0 dành cho game thủ Hồng Anh.